Sốt Xe 88 xin kính chào các bác. Chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của Sốt Xe 88. Hôm nay Sốt 88 sẽ giới thiệu cho các bác một dòng xe rất là mới và chưa shop nào có thể có chiếc xe này tại Hà Nội cũng như là toàn nước Việt Nam. Thì đây là mẫu Peter Thunter Full 1.5 R7000, màu hiếm nhất từ trước đến nay đó là màu xám. Thì thực sự là chiếc xe này về thì bên em nhìn rất là đẹp, đẹp rất là nhiều so với cái màu trắng đỏ hay là cái màu cam mà trước đây đã có. Thì màu xe này thực sự là nhiều bác quan tâm quá, cũng nhiều bác hỏi thì em đã chụp ảnh gửi cho các bác. Và hôm nay em làm một video gửi đến tất cả các khách hàng, các bác có thể xem được chi tiết, màu sắc, cấu hình cũng như là bộ chuyển động để các bác có thể biết được dòng xe này màu mã nó đẹp như thế nào. Nếu bác nào cần mua xe thì truy cập trực tiếp website xe88.vn để biết được thông tin chi tiết về tất cả mẫu xe, hoặc alo trực tiếp hotline 0933 522 186, nếu đầy đủ thông tin chi tiết trên website để có tham khảo, hoặc truy cập Zalo 0936 307 317, em sẽ tư vấn miễn phí cho các bác. Còn bây giờ em sẽ review chi tiết lại cho một xe Peter là Thunter Full 1.5 R7000 phiên bản mới nhất đời 2020 để các bác cùng chiêm ngưỡng và trải nghiệm. Chào mừng các bác, đây là màu chiếc Peter Thunter Full 1.5 R7000, đây là màu xám ghi các bác nhé, màu xám ghi. Thì đầu tiên thực sự là chiếc xe này thay đổi đầu tiên phải nhìn đặc biệt nhất đó là màu sơn, và hai là ghi đông. Các nhìn quả ghi đông này khác hẳn so với tất cả các dòng ghi đông trước. Nhìn đoạn này tự nhiên nó làm gấp vào rất là lạ, đoạn này nó làm vuông nhìn rất là cứng cáp và khỏe khoắn, sau này nó gấp lại giống kiểu đúng kiểu mũi con cá mập đi lên. Nhìn thực sự là phong cách, thực sự là chỗ ghi đông này các bác khi lái xe các bác sẽ nhìn nhiều nhất, nên điểm này điểm nhấn của chiếc xe Peter Thunter. Và nó làm thêm cả nhũ tuyến để phản quang rất là đẹp. Đây là chiếc bô tăng mới nhất mà từ trước giờ chưa có, kể cả những dòng Full 1.5 R7000 hay là những dòng carbon. Khung của xe thì vẫn là khung carbon 18K với thương hiệu Peter Thunter, và khung được làm trên công nghệ Technology FPS Carbon Nano mới nhất của hãng Peter. Đây là công nghệ độc quyền các bác nhé. Và đặc biệt hệ thống dây khí động học đó là dây đi âm sườn, tất cả đều dây đi âm sườn ở trong khung, giúp cho các bác có thể tiện lợi sửa chữa cũng như là hạn chế bị đứt dây khi đi va chạm trên đường. Càng của xe vẫn sử dụng càng carbon 18K, và củ phanh và tay đề đều là 1.5 R7000 các bác nhé. Củ phanh trước đều là 1.5 R7000, tay đề cũng là tay đề 1.5 R7000. Và Mayer sử dụng Mayer Retroback siêu chớn, vành sử dụng vành xé gió chuẩn đua, liềng dày 4cm các bác nhé. Và liềng đua nên nó nằm vát vào trong, giảm lực cản của gió rất là tốt. Và song lốp sử dụng song lốp Utera Sport chân van hạt gạo, rất là tiện lợi. Còn đũa cũng như căm là sử dụng đũa căm dẹt. Đùi đĩa của xe sử dụng đùi đĩa đó là 1.5 R7000, với đùi đĩa đó là 50-34T. Thường thường nhiều dòng các bác thể độ lên dòng 53-39 hoặc 52-36, rất tiện lợi cho các bác. Ngoài ra thì xe có bộ chuyển động đó là Shimano 1.5 R7000 này, củ đề sau cũng là 1.5 R7000 rồi. Với hai tay đề để dễ dàng nhận biết củ đề 1.5 R7000 bằng hai tay đề, còn là in chữ in chìm trực tiếp trên củ đề. Níp sử dụng 11 tầng níp, xích sử dụng xích Shimano IPN, Mayer Retropack đằng sau siêu chớn siêu nổ siêu to luôn, và củ phanh sau cũng là phanh Retropack, củ phanh xin lỗi bác, củ phanh 1.5 R7000, cầu yên carbon, yên Peter da mềm. Đây là tổng thể chiếc xe Peter Thunter Full 1.5 R7000 màu xám, giá 18 triệu đồng. Bác nào cần mua xe hãy alo trực tiếp online 0933 522 186 cũng như 0936 307 317 để tư vấn như đặt hàng. Cảm ơn các bác đã dành thời gian quý giá xem video. Xin chào các bác.